Thủy xin chào tất cả các bạn. Trở lại vườn rau của Thủy, hôm nay Thủy cho các bạn xem là rau ngò Thủy trồng được 3 tuần rồi, hôm nay nó cao cỡ này. Ăn được rồi nha các bạn. Luôn ngò nhìn đẹp hết các bạn ơi. Đẹp không? Cỡ này mình tỉa ra ăn sống được rồi, Thủy nhổ lên tay mấy bụi nè. Cao ha. Tầng ô này có thể là cuối tuần Thủy làm xiên tỉa ra các bạn, nhổ nhổ có cái nồi này tỉa ra rồi mình trồng thưa cái thưa ra cho cái cây nó mập nó cao lên ha. Còn cỡ này làm biếng thì cũng tỉa ăn sống được nè. Thủy xin chào tất cả các bạn. Mới đi làm về Thủy tranh thủ làm cái luống để trồng rau cái bẻ xanh các bạn ơi. Năm này bị trễ rồi, đi về Việt Nam lâu quá bị trễ. Mọi năm là cỡ này là nhà mình có rau ăn được rồi đó. Thủy chưa kịp thay đồ nữa, làm lẹ cho để tối trời tối. Gần 8 giờ rồi. Thủy để một lớp phân lên. Bây giờ mình đi lấy hạt cái bẻ xanh ra, rưới xuống ngang. Chỉ phân lá cây thôi các bạn, phân lá cây ủ thôi. Tôi phải phủ lên một lớp dày nè, cho sau này cái rau mình nó lớn lên thì cái nó không trời mưa gió nó cũng khó ngã nghiêng á. Mà mình để không là nó cái hạt nó lên không có được đẹp, cây nó lên ốm yếu nha. Sau khi Thủy rưới lên một lớp phân dày á, thì Thủy cũng tưới nước cho cái hạt giống nó nhanh nảy mầm nha các bạn. Sáng tưới, chiều tưới. Hôm nay là Chủ nhật để Thủy coi thử mấy ngày nó lên, Thủy cập nhật cho các bạn xem nha. Phủ mấy nhánh cây lên cho mấy chú sóc khỏi đi vô trong này phá nè. Ở đây sóc rất là nhiều. Rồi mình đợi sáng mai tưới, chiều mai tưới, ngày nào cũng sẽ tưới cho hạt giống nó nhanh nảy mầm. Gặp lại các bạn sau khi mà rau lên là Thủy sẽ cập nhật. Thủy xin chào tất cả các bạn. Thủy dắt các bạn đi xem cái vườn rau của mình nha. Đây là cái luống cái bẻ xanh Thủy giới thiệu. Thủy đã gieo được 8 ngày rồi các bạn. Nó lên rất là đều. Các bạn coi nhìn ngộ không? Ở nhà Thủy tủ cây cối lộn xộn. Tại vì mấy ở đây sóc nó nhiều á, nó bơi á các bạn. Thủy chờ nó lên cao một xíu Thủy mới dỡ cái này đi. Hiện tại là sóc nó vẫn còn phá này. Giờ Thủy đi qua bên đây gieo rau muống nha. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Cái hạt rau muống nó lên cỡ này là Thủy đã rắm khoảng ngâm nước một đêm rồi. Thủy ủ ngày nào mình cũng tưới nước hết là khoảng chắc 7-8 ngày rồi nè, nó mới được cỡ đây. Thank you.
Sau khi để hạt rau muống xuống, giờ Thủy để lên một lớp đất nha, lớp phân, phân lá cây các bạn. Nay trời ấm tranh thủ mình làm, để tháng tới có rau ăn nha. Thủy đã từng nói làm vườn là một đam mê, thích làm vườn mới ra ha. Còn các bạn mà không thích làm vườn, sợ sâu, sợ đất dơ thì không có làm vườn được. Cái này cũng là một thú vui nè. Người thì thích giải trí câu cá, đi bơi, lội, Thủy thì thích trồng rau. Vừa giải trí vừa có rau tươi để ăn. Khi mình thích ăn cái rau gì ngày này mình nói ồ nấu canh rau muống thì ra hái rau muống. Hái rau muống nấu canh, rau muống xào tỏi, hoặc là chẻ rau muống, cộng rau muống, nấu bún bò Huế, ăn bún riêu. Tôi nghĩ là Thủy để cỡ 2-3 phân. Các bạn không có sợ nó đè hạt mầm đâu nha. Nay mai là nó tự động nó lên. Thủy mới nhờ anh xã lấy lưới tủ lên bề mặt nè các bạn. Không có cho sáp cũng như mèo nó chui vô trong đây nó banh, nó bươi phá nha. Bây giờ tí tí nước, hy vọng là cỡ 3-4 ngày sau nó lên xanh nè. Thường xuyên tưới nước, Thủy nghĩ một ngày có 2 lần lên lẹ. Thủy sẽ cập nhật cho các bạn ha. Bụi cần tàu, wow, năm này nó tốt tươi các bạn, rất là cao. Có một bụi mà 1-2 năm nay là nó nở ra, qua mùa đông nó còn sống lại nha các bạn, có tin không? Mùa đông không hề chết. Cái lá cần tèo nó to bằng ngón tay cái của mình luôn nè. Cái gốc này Tí quay non mượt à. Bữa nào Tí hái vô làm xào đồ biển ha. Cần tèo các bạn ở gần cũng hú Thủy tiếng, Tí cho về trồng ha. Cái vườn rau của Thủy còn rất là bề bộn, và sắp tới Thủy sẽ trồng lần lượt cho kín cái khu vườn này. Ổn Thủy sơ ý các bạn, Thủy đổ lộn cái cải hột cải bẹ xanh với củ cải trắng chung. Xong buổi tối Thủy không có để ý, Thủy lấy gieo hai cái loại này chung. Bây giờ nó ra cái rò kỳ cục không các bạn, lần đầu tiên. Hôm nay nè, cải bẹ xanh lộn với củ cải trắng. Ăn sống cũng ngon nha, nhưng nó còn nhỏ, Thủy phải đợi cỡ 1 tuần nữa. Rồi cao chút xíu Thủy nhổ, Thủy làm lại rò khác ha. Các bạn ơi, Thủy dẫn các bạn đi ra xem cây hồng, thấy có bất ngờ chưa? 3 tuần trước Thủy bón phân là cây hồng nó chưa kịp ra bông, cái lá nó còn bóp nho xíu. 3 tuần sau các bạn coi, cái lá lớn bự như bàn tay Thủy. Và Thủy sẽ chỉ cho các bạn coi hôm nay cây hồng nó ra bông. Ở đây ngộ lắm, cây nó vừa đâm chồi nảy lọc là 3 tuần sau là cây hồng sẽ ra bông. Đã ra bông, không phải sẽ mà đã ra bông các bạn. Bông này 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn thấy không? Bông này còn đậu không mà chưa biết đó. Bông mấy cái này là bông các bạn. Bông nè, bông rất là nhiều nè. Cây hồng nó tốt quá trời tốt luôn. Đây, ôi cái nhánh đây các bạn coi, gần chục cái bông nè ha. Đẹp ha. Thủy nói mà cái giọng Thủy còn run run vì trời trời còn lạnh. Hôm nay đi làm về tối chạy thẳng vô nhà, hôm nay tiệm vắng khách. Còn sớm Thủy ra dạo dạo ở vườn em mấy cái cây còn lạnh, cho nên cái vườn mình nó cũng còn lưu bu các bạn. Này, Thủy mới đi làm về, bây giờ Thủy ra cái vườn rau thăm và đồng thời quay cho các bạn coi. Rau muống này là Thủy đã gieo được 10 ngày rồi các bạn. Các bạn thấy nó nhanh lên không? Nó hơi vàng vàng này không phải thiếu phân, mà vì thời tiết ở đây cỡ mười mấy độ C các bạn. Qua tuần tới nữa là trời ấm hơn là rau muống sẽ mọc lẹ nha các bạn. Bây giờ còn ú ú này mà không có sao. Thủy đi làm ở nhà con sáp nó vẫn bươi nè. Thì anh xã để cái miếng lưới giống mình chơi bóng chuyền nè, tủ lên mà con sáp nhỏ hơn nó vẫn vô ở trong các bạn. Tối là Thủy lấy cái miếng tôn đậy lại, trời còn rất là lạnh rồi ban ngày mình dỡ ra. Ngày nay mưa sương sương nha, thời tiết không có tốt lắm, cái cây nó còn lạnh nó úa nè. Bây giờ Thủy xin kết thúc cái video tại đây. Mong các bạn ủng hộ Thủy để Thủy cập nhật cái vườn rau của Thủy cho các bạn xem ngang.
Tớ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.